Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ hướng dẫn các bạn việc sử dụng CapCut ma thuật, CapCut AI mới nhất để tạo ra video một cách tự động. Để sử dụng các cái tính năng mới nhất này của CapCut, anh em cần sử dụng CapCut Pro. Và mình đã để đường link ở dưới phần mô tả, dưới phần comment. Anh em việc copy cái đường link và dán vào cái bản trình duyệt của mình để tải cái bản PC và cài đặt vào máy tính kèm theo cái mã cài mình đã để trên màn hình. Thì sau khi cài đặt bản CapCut PC trên máy tính, anh em sẽ được sử dụng bản CapCut Pro miễn phí trong vòng 7 ngày trên tất cả các thiết bị máy tính, điện thoại, máy tính bảng hoặc là trực tiếp trên trình duyệt, miễn là anh em sử dụng chung một cái tài khoản để đăng nhập bằng Google hoặc là Facebook. Và để tiếp tục gia hạn thêm 7 ngày nữa thì anh em sẽ làm tương tự là giới thiệu cái đường link tới các người bạn, tới đồng nghiệp, hoặc là anh em có thể tự tạo ra cái email khác để làm tài khoản, nhưng miễn là phải cài đặt trên một cái máy tính khác. Xin giới thiệu các bạn, đây là bản CapCut Pro của mình. Đây các bạn hãy nhìn đây, CapCut Pro nhé. Thì để sử dụng cái công cụ AI này thì anh em cũng cần sử dụng cài đặt ngôn ngữ là tiếng Anh này. Thứ hai nữa là các cái phần nhập và mô tả cho video. Thì chúng ta cũng sử dụng bằng tiếng Anh. Hiện nay các ngôn ngữ khác như tiếng Việt là nó chưa hỗ trợ. Ok, thì từ cái trang chủ trong CapCut, sau khi đăng nhập cái tài khoản của mình, thì anh em để ý, thứ nhất là cái công cụ, mình sẽ hướng dẫn cái phần đầu tiên là công cụ tạo video tự động bằng CapCut Pro, bằng cái công nghệ AI. Thì chúng ta vào đây, vào Start, vào Script to Video. Đây là cái một. Cái thứ hai, chúng ta có thể vào công cụ Magic Tool ở đây. Đó. Thì chúng ta vào Kit with AI. Đó. Chúng ta cũng có thể vào Script to Video. Ok, đây là phần cửa sổ để chúng ta viết kịch bản. Thì trong CapCut hiện nay cũng hỗ trợ cho chúng ta hai cái phương án để chúng ta nhập kịch bản. Đấy, chúng ta có thể nhập kịch bản vào đây. Nhập kịch bản chúng ta tự tạo. Thì ở đây mình cũng không biết, không giỏi để viết những đạo kịch bản video. Đấy, thì chúng ta có thể là sử dụng cái công cụ AI Writer trong CapCut để viết kịch bản tự động. Thì chúng ta có thể bấm vào đây, hoặc là chúng ta bấm vào nút gạch chéo để cũng sử dụng cái công cụ AI Writer, tức là công cụ viết kịch bản tự động bằng AI trong CapCut. Anh em lưu ý sử dụng cái kịch bản bằng tiếng Anh, chúng ta có thể viết cái mô tả cho AI viết kịch bản cho chúng ta. Thì nếu các bạn không thực giỏi sử dụng tiếng Anh thì chúng ta cũng có thể sử dụng bằng Google dịch. Ở đây ví dụ mình muốn tạo là một video hướng dẫn cách chăm sóc giữ ấm cho trẻ những ngày lạnh đầu mùa đông. Đấy, thì chúng ta có thể sử dụng Google dịch trên Translate của chúng ta. Sau chúng ta copy cái đoạn dịch tiếng Anh, ngôn ngữ tiếng Anh vào đây. Sau chúng ta bấm vào nút AI Writer đây, hoặc là bấm nút gạch chéo đây, chúng ta bấm AI Writer đây. Ok, sau đó chúng ta copy và dán cái nội dung tiếng Anh vào đây. Ok, tiếp theo chúng ta bấm vào cái nút mũi tên để CapCut viết kịch bản cho chúng ta tự động. Ta chạy
vài giây để CapCut tạo kịch bản tự động cho chúng ta. Ok, bây giờ CapCut đã cho chúng ta mỗi lần tạo là 5 cái kịch bản. Đấy, cho chúng ta lựa chọn. Nếu không thì chúng ta lại bấm tiếp. Đấy. Ví dụ mình nhất trí với lại CapCut là đồng ý cái nội dung kịch bản. Ví dụ ta sử dụng cái kịch bản số 1 này chẳng hạn, để chúng ta sản xuất video, chúng ta bấm vào đây. In script sử dụng kịch bản. Ok, đấy, như vậy là CapCut AI đã tạo kịch bản tự động cho chúng ta. Và bây giờ chúng ta còn cái việc là tạo video tự động. Bấm vào nút Generate Video. Thì tại đây chúng ta sẽ có một số cái lựa chọn. Thứ nhất là tạo bằng Smart Generation, tức là chúng ta để cho CapCut tự động lựa chọn các cái hình ảnh video để biên tập. Cái thứ hai này là chúng ta không muốn thì chúng ta có thể sử dụng bằng custom ở đây. Custom tức là chúng ta sẽ phải nhập các cái video của mình. Đó. Video hình ảnh cho CapCut để tạo là video tự động. Đấy. Ở đây mình dùng Smart Generation tức là tự động hết. Thứ hai là chọn tỷ lệ khung hình 16:9 cho phụ cho YouTube. Thứ hai là sử dụng giọng tiếng Anh. Đó. Ví dụ đây mình dùng British female đây, giọng bạn nữ đây. Ok, sau khi chúng ta đã thiết lập đầy đủ các thông số thì chúng ta bấm vào Generate video để tạo ra video. Như vậy CapCut đã tạo xong video chúng ta, và bây giờ chúng ta có thể chỉnh sửa video hoặc là chúng ta sẽ quay lại chỉnh sửa kịch bản. Đó. Hoặc là chúng ta export tức là render cái video này và tải về. Đây chúng ta ví dụ muốn chỉnh sửa video chẳng hạn, chúng ta bấm vào edit video, cái ta đặt tên video video tên video này, chúng ta có thể chỉnh sửa cái phần kịch bản. Đấy, ví dụ bị sai chính tả chẳng hạn, chúng ta sửa vào đây, thêm bớt vào đây, thoải mái. Đấy, rất tiện, rất chuẩn xác. Thì trong đây thì gồm có này phần kịch bản tiêu đề này, phần hình ảnh này, đấy, layer hình ảnh này, sau đó là layer về layer lời, và đây layer tiếng. Thì để tránh bản quyền thì chúng ta tắt, có thể tắt cái phần layer âm nhạc đi, mình không biết là âm nhạc này có sử dụng được trong YouTube được không. Chúng ta có thể chỉnh sửa text đây, ví dụ đơn giản chúng ta chỉnh lại màu text cho nó dễ nhìn đi, màu vàng đi. Ok, đấy. Như vậy là hoàn toàn bộ text chúng ta đã chuyển sang màu vàng. Rất hay, rất tự động, quá hay luôn. Để xuất video này thì chúng ta bấm vào nút export. Chúng ta có thể một số lựa chọn là chúng ta có thể chia sẻ trên các nền tảng xã hội Facebook, YouTube hoặc là TikTok. Nên ta chọn về download. Chúng ta sẽ chọn các thuộc tính xuất ra, chất lượng này, độ phân giải này, quality này, để mặc định này, số khung hình trên giây này 30 này, định dạng này. Đấy. Sau đó chúng ta bấm vào export là ok. Sau khi render xong thì chúng ta sẽ bấm vào nút download để tải về, và tí nữa mình sẽ cho các bạn chiếu cho các bạn cái bản demo của chất lượng của cái video này. Hello everyone. Cold winter days are here, and it's important to keep children warm and safe. In this video,
I'll share some simple instructions on how to care for and keep your children warm during the cold days of early winter. Ok, như vậy đến đây các bạn có thể dễ dàng cùng với các mò thuật mới nhất có thể tạo ra video một cách tự động, chuyên nghiệp, chất lượng cao mà chỉ trong nháy mắt. Mình xin phép dừng video này ở đây và chúc các bạn thành công trong cuộc sống. Các bạn nhớ ủng hộ, đăng ký kênh và chia sẻ video với mọi người. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.